Hà dạ, con nghe ba dạy nè. Người ta thường nói là học ăn, học nói, học gói, học mở, biết chưa? Ăn con có thể ăn bậy được, nhưng mà con nói thì không thể nào con nói bậy được, hiểu không? Cho nên là con không được dùng cái lời nói của mình làm cho người khác buồn lòng, con hiểu chưa? Muốn nói cái gì thì phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Hôm trước ba có dạy con một câu ca dao về cách ăn nói, con có nhớ không? Rồi bây giờ mình ôn lại nha. Chim khôn, giỏi quá. Rồi còn người khôn nói tiếng. Ok, giỏi quá, đúng rồi đó, nhớ nha con. Ôi, hạt dẻ mà còn biết được như vậy á, ai mà không biết á là dở lắm luôn á nha.